Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sơn La chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Khuyến công góp phần đẩy nhanh phát triển công nghiệp nông thôn tại Hà Giang. Độc đáo nhạc cụ dân tộc Khơ Mú tại Điện Biên. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã, phường, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. Thành phố Việt Trì có 5 trên 22 xã phường đã thành lập trang thông tin điện tử. Tại phường Dữ Lâu, tuy trang thông tin điện tử mới được lập từ cuối tháng 4 năm 2023, song các thành viên trong ban biên tập đã bám sát lĩnh vực phụ trách để viết tin bài đăng tải, liên tục cập nhật thông tin mới, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân. Thời gian tới, thành phố Việt Trì tiếp tục chỉ đạo các xã phường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các trang thông tin điện tử, tạo cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, đồng thời đôn đốc 17 xã phường còn lại xây dựng trang thông tin điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, 100% địa phương có trang thông tin điện tử, tích hợp lên cổng thông tin điện tử thành phố. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những năm trước đây, một số xã trên địa bàn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng công an xã đã phối hợp với nhân dân trên địa bàn xây dựng mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Qua triển khai mô hình nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên. Cùng với mô hình camera giám sát, những hòm thư tố giác, số điện thoại nóng được triển khai ở 12 trên 12 bản tiếp nhận phản ánh liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Duy trì và phát huy hiệu quả các nhóm liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải. Đây là lực lượng quan trọng trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm trở lại đây, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tỉnh Yên Bái hiện có 1 bệnh viện hạng 1, 2 bệnh viện hạng 2, 4 bệnh viện hạng 3, 1 trung tâm y tế huyện hạng 2, 7 trung tâm y tế huyện hạng 3, 13 phòng khám đa khoa khu vực và 160 trạm y tế. Đến nay, tỉnh đã thu hút hỗ trợ đào tạo được 639 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên. Tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng, đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân và 34,6 giường bệnh trên 1 vạn dân. Các cơ sở khám chữa bệnh đã đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân trên địa bàn. Trung tâm xúc tiến đầu tư phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh Tuyên Quang, câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội và các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan truyền thông tổ chức chương trình khảo sát để giới thiệu về tiềm năng thế mạnh du lịch và những chính sách ưu đãi thu hút về du lịch của tỉnh Tuyên Quang. Đoàn khảo sát đã tham quan trải nghiệm các hoạt động tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, trải nghiệm làm mô hình đèn trung thu, tham quan các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố và tổ chức chương trình tọa đàm giới thiệu tuyến điểm du lịch Tuyên Quang tới các doanh nghiệp, công ty lữ hành ba miền Bắc Trung Nam và các cơ quan báo chí truyền thông. Chương trình giúp Tuyên Quang có thêm định hướng trong việc đầu tư phát triển các điểm đến, hình thành mối liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp với các khu điểm du lịch trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc khuyến khích thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Giữa năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hùng Lan, huyện Bắc Quang, được nguồn vốn khuyến công quốc gia hỗ trợ gần 300 triệu đồng để mua máy cán tôn tự động 2 tầng với tổng giá trị hơn 650 triệu đồng. Khi đưa máy mới vào hoạt động đã tiết kiệm nhân công, nguyên liệu đầu vào. Ngày xưa một con máy cũ của nó thì một phút nó chỉ được 14 đến 16 mét. Đấy. Còn con mới bây giờ thì nó đạt năng suất lên đến 18-20, thậm chí là 22 mét trên một phút.
Còn về cái tính ưu việt của nó thì là những cái mối lối của nó thì bây giờ nó gần như là in khít. Năm 2023, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công thương đã triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng hướng và hiệu quả 13 đề án cho 16 nội dung hỗ trợ và một nhiệm vụ chi quản lý chương trình đề án khuyến công với tổng số kinh phí trên 2 tỷ 630 triệu đồng. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, đăng ký nhãn hiệu, tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm, tạo ra nền tảng vững chắc để phát triển sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hiện tại thì chúng tôi đã triển khai hoàn thành 100% cái đề án khuyến công quốc gia và cái đề án khuyến công địa phương thì hiện tại đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã tư vấn hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng là đạt đến được 50% các cái đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các chương trình đề án khuyến công của tỉnh đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng văn nghệ dân gian của mình, bên cạnh làn điệu dân ca tơm, người Khơ Mú sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn sở hữu các loại nhạc cụ dân gian khá phong phú, độc đáo. Hầu hết các loại nhạc cụ này đều được làm từ những ống tre, ống nứa, nguyên liệu tự nhiên gần gũi và gắn bó thân thuộc với người Khơ Mú. Đao đao là nhạc cụ đơn giản của người Khơ Mú, được làm từ ống nứa nhỏ có đường kính từ 3 đến 5 cm, chiều dài khoảng từ 40 đến 50 cm. Phần đầu của nhạc cụ được khoét thành hai miếng đối xứng nhau gọi là lam đao, dài khoảng 20 cm. Đây là phần tạo âm cho nhạc cụ khi sử dụng. Đối với người Khơ Mú chúng tôi thì đao đao là nhạc cụ dành riêng cho phụ nữ sử dụng. Phụ nữ chúng tôi dùng đao đao để vui chơi giải trí trong các lễ hội, dùng để tạo nhạc cho các điệu múa dân tộc Khơ Mú. Lúc đi nương hay rảnh rỗi chúng tôi cũng dùng đao đao để tạo không khí vui vẻ. Một loại nhạc cụ được người Khơ Mú sử dụng nhiều, nhất là đối với đàn ông, đó là tót tơm, một loại sáo dọc đặc trưng của người Khơ Mú. Để làm loại sáo này, người Khơ Mú có nhiều cách. Song với người Khơ Mú ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, chiếc sáo được làm từ hai đoạn ống nứa to, nhỏ khác nhau. Đoạn ống nứa nhỏ dài khoảng 15 cm được lồng vào trong ống nứa to có chiều dài khoảng 40 cm và kéo lên phần đầu ống tạo thành hai phần riêng biệt. Âm thanh của loại sáo này không trong mà hơi khàn khàn. Ngoài dùng để độc tấu, tót tơm được sử dụng phổ biến để đem theo giai điệu của những bài tơm là những bài dân ca của dân tộc Khơ Mú. Cái bé này là phải lấy chỗ nào nó gặp ánh sáng kia. Cái bé này, xong cái to này mình lấy chỗ nào nó không gặp ánh sáng cũng được, thì cái này cần nhất gặp ánh sáng thì nó mới, cái lưới của nó thì nó mới, khi nào mình thổi thì nó mới nhạy thì mình bắt. Cái đoạn nào là mình phải đo đàng hoàng, ở trên này 3 cái, ở dưới này 4 ngón, ở này 4 ngón, ở dưới này 4, dưới này cũng 4 ngón thì nó mới bắt nhịp nhau. Đao đao và tót tơm chỉ là hai trong số nhiều loại nhạc cụ của người Khơ Mú, không chỉ mang những nét độc đáo và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng do việc chế tác và tìm kiếm nguyên liệu cũng như cách diễn tấu đơn giản. Những loại nhạc cụ này còn kết tinh những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, dân gian mang đậm bản sắc của người Khơ Mú. Bản tin dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2023. Lào Cai nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Điện Biên nhiều mây, ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Yên Bái nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Lai Châu nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Sơn La nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Phú Thọ nhiều mây, ngày trời hưởng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Hà Giang trời nhiều mây,
ngày có mưa rào nhẹ và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Tuyên Quang nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.